từ tôn chỉ cốt lõi giúp mình, giúp người, giúp đời. Trong suốt 22 năm qua, tập đoàn AAG và các công ty thành viên đã luôn không ngừng tham gia vào các hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng và xã hội, trên hành trình mang đến niềm hy vọng, cơ hội cho các học sinh, sinh viên và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt là con em của cán bộ công nhân viên trong tập đoàn AAG. Năm 2023, cánh diều Á Châu chính thức cất cánh, lan tỏa hy vọng và mở cơ hội tạo một tương lai tươi sáng cho con em chúng ta. Kính thưa lãnh đạo tập đoàn Á Châu, kính thưa lãnh đạo các công ty thành viên trong tập đoàn cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của tập đoàn nguyên liệu Á Châu AAG. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến quý vị tầm nhìn của chương trình từ thiện Cánh Diều Á Châu nhằm mục đích hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, tài trợ chương trình học bổng cho con em trong tập đoàn. Theo tiêu chí, theo tôn chỉ giúp mình, giúp người, giúp đời của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Thiên Trúc. Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một công ty, một tập đoàn, một xã hội là nơi mà tất cả mọi người đều đồng lòng chung sức gắn kết để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận cũng như là trao cơ hội cho mọi người, để đây là một cái hành động để chúng ta xây dựng một cái môi trường đoàn kết, gắn kết và thương yêu lẫn nhau. Cái tôn chỉ giúp mình, giúp người, giúp đời, nó là một cái nguồn động lực, là một cái tinh thần giúp cho chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh này. Theo chúng tôi rằng, khi chúng ta giúp đỡ những người khó khăn, tạo cơ hội cho con em của chúng ta, đó là chúng ta đang lan tỏa và thuyết phục cái tinh thần đoàn kết, thương yêu cho họ, để sau này họ có thể trở thành những con người lan tỏa cái lòng nhân ái và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn sau này. Một lần nữa, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn nguyên liệu Á Châu xin chúc mừng các bé và đã nhận được chương trình học bổng của Cánh Diều Á Châu. Hy vọng rằng với sự tiếp sức này, các bạn có thể khai phá cũng như là tiếp cận tiềm năng của bản thân mình và sẽ trở thành những công dân tốt trong tương lai. Xin trân trọng chúc mừng. Hành trình ý nghĩa của Cánh Diều Á Châu bắt đầu chấp cánh từ những ước mơ nhỏ bé. Với bé Nguyễn Trần Gia Hưng, 5 tuổi, học sinh mầm non, là con gái chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên bộ phận đóng gói tại nhà máy Abis Bình Dương, ước mơ của em là gì? Chị Hiền vốn bị câm điếc bẩm sinh. Chị làm việc tại bộ phận đóng gói của nhà máy Abis và đã gắn bó với công việc này hơn 2 năm. Như bao người mẹ khác, dù không lành lặn, nhưng bằng tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, chị Hiền luôn nỗ lực mỗi ngày để nuôi dạy con khôn lớn, cho con phát triển một cách toàn diện nhất. Nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của mẹ con chị Hiền, Cánh Diều Á Châu đã biết đây chính là lúc chúng tôi cùng nhau thực hiện sứ mệnh cao cả của mình để ươm trồng, nuôi dưỡng những mầm non tri thức của thế hệ tương lai. Tin chắc rằng với tình yêu thương bao la của chị Hiền và sự đồng hành của Cánh Diều Á Châu sẽ giúp cho Gia Hưng sớm hoàn thành được ước mơ của mình. Thế con ước mơ sau này con làm gì? Làm bác sĩ. Để làm gì? Để giúp bệnh cho mẹ em coi. Con yêu mẹ. Chúng ta tiếp tục đến với Nghệ An, một vùng núi nơi mà đồng bào dân tộc chiếm đa số và họ liên tục chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, khiến nơi đây ngày càng trở nên hiểm trở, giao thông hạn chế, đời sống người dân cũng vì thế gặp nhiều khó khăn. Con đường tới trường gian nan của các em nhỏ không chỉ là quãng đường hàng chục km đầy dốc cao ngoằn ngoèo, mà còn vô vàn những thử thách về vật chất và tinh thần. Bé Hà Thị Ngân, 12 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Môn Sơn, đang nỗ lực từng ngày bước trên con đường ấy. Anh Hà Văn Thắng là anh trai cả của bé Ngân, hiện đang làm việc tại bộ phận thành phẩm
phân xưởng sản xuất tinh bột tại công ty AHS Nghệ An. Việc lo từng bữa ăn cho cả gia đình và để em gái được học hành đến nơi đến chốn là một trách nhiệm cao cả mà anh đang gánh vác. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu của Ngân với con chữ thì luôn ngập tràn. Đôi chân em vẫn đều đặn rảo bước đến trường, bởi đi học là tia hy vọng lớn nhất cho cuộc đời em. Cô em gái ngoan của anh Thắng vẫn sẽ viết tiếp ước mơ. Chúng tôi hy vọng bức tranh ấy sẽ đầy nắng mai, thắp sáng tương lai của em. Con muốn đi học, muốn được tiếp bước đến trường và muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Bức tranh về ước mơ với vô vàn sắc màu, cánh diều á châu lại dừng chân ở giữa màu xanh bạc ngàn của thủ phủ dừa Bến Tre. Trong ngôi nhà tình thương nhỏ đầy ấm áp, bé Lưu Gia Hưng, cô bé học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Định với những thành tích nổi trội, em đang cố gắng để tô thêm sắc cho bức tranh về ước mơ của mình và cả gia đình. Mẹ của Gia Hưng, chị Nguyễn Thị Nga Phương, nhân viên của nhà máy ACB Bến Tre, đã gắn bó tại bộ phận sơ chế hơn 4 năm. Công việc bận rộn nhưng chị vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến hai bé nhỏ. Hiểu được sự vất vả của mẹ sau mỗi ngày đi học, Gia Hưng vẫn luôn rất hiếu thảo, biết phụ giúp gia đình từ những việc nhỏ. Hai chị em Gia Hưng và Phát rất chịu khó và hiểu chuyện, khiến thôi thúc cánh diều Á Châu phải làm điều gì đó để nuôi dưỡng những mầm non tri thức, vun trồng cho những tài năng tương lai. Cho tụi con ăn học và em trai còn nhỏ, và con nghĩ việc học là con đường gần nhất để con có thể giúp gia đình con vượt qua được khó khăn. Với sự quyết tâm của mình cũng như sự đồng hành của tập đoàn AAC trên hành trình chinh phục con chữ, hy vọng rằng niềm vui đi học của em sẽ tiếp tục được nối dài, mở đường đến với những chân trời mới trong tương lai. Cùng cánh diều Á Châu đi đến vùng đất thủ đô Hà Nội, một biểu tượng của truyền thống hiếu học, nơi bé Nguyễn Hồng Hải, con trai anh Nguyễn Quý Trọng, Sales Manager mảng Pharmacy tại công ty ACC Hà Nội, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà luôn được đông đầy tình yêu thương. Sự dạy bảo của cha mẹ là động lực tốt nhất để Hồng Hải có thể vững tin phát huy thế mạnh tri thức, đạt được những thành quả cho riêng mình ngay từ cấp trung học. Chính là giải vàng cấp quốc gia kỳ thi Olympic quốc tế Ashmore toán học. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Hồng Hải. Năm nay con 11 tuổi. Hiện con đang học lớp 61 của trường tiểu học và trung học cơ sở Victoria Thăng Long. Từ nhỏ con đã có niềm đam mê với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn toán. Nên sau các giờ học bình thường, con còn tìm thêm những bài toán khó ở bên ngoài và tìm nhiều cách để giải. Con muốn sau này con sẽ trở thành một nhà toán học. Và con cũng xin gửi với các bạn thuộc quỹ Cánh Diều Á Châu của tập đoàn AIG rằng hãy học tập bằng tất cả đam mê và nỗ lực. Mọi kết quả đều là xứng đáng. Lá lành đùm lá rách, lá chưa lành vẫn không ngừng san sẻ yêu thương, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Em Ngô Hoàng Ngọc Khang, sinh viên năm 4, ngành kinh doanh quốc tế, trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, con gái anh Ngô Hoàng Viên, bộ phận kho Bình Dương, công ty ACC. Hiện đang là sinh viên ưu tú với những thành tích xuất sắc từ học tập đến các phong trào tại trường lớp. Nếu như những tấm giấy khen là minh chứng cho quá trình phấn đấu vươn lên của Ngọc Khang, thì những hoài bão của em được xem là kim chỉ nam trên con đường vươn đến tương lai tươi sáng. Ngọc Khang luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội, những hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm đại học, với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé mang đến những thông điệp ý nghĩa nhân văn đến với cuộc sống này. Nói về động lực thì bản thân em thì chỉ hoàn thành, cố gắng hoàn thành tốt tất cả các việc học ở lớp cũng như ở trường, thì có thể là vô tình khi mà hoàn thành như vậy thì khi mà để hoàn thành được tốt thì
đó cũng tự nhiên trở thành động lực đối với em khi mà em đã cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi việc lẫn như việc học. Hiện tại thì em cũng đang là sinh viên năm tư rồi, em cũng sắp kết thúc những năm học cuối cùng của mình tại trường đại học. Thì em cũng mong muốn rằng trong tương lai đối với ngành học kinh doanh quốc tế của em thì em cũng mong muốn mình cũng sẽ có được một vị trí, một công việc phù hợp với lại ngành học của mình, và đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực logistics mà em cũng đang có niềm đam mê muốn theo đuổi, và cũng như là tiếp nối theo những công việc của ba em hiện tại đang làm ở kho vận, kho bãi của công ty của tập đoàn AEG của mình. Em tin rằng bản thân mình sẽ trở thành một màu sắc mới trong nguồn nhân lực của công ty tập đoàn AEG, và mong muốn sẽ cùng đồng hành và tiếp nối trong những chặng đường tiếp theo ạ. AEG, một tập thể, một tấm lòng, cùng là những con người chung một lý tưởng cao đẹp, muốn yêu thương, che chở, đem đến cho các em những giấc mơ có thật. Hành trình chấp cánh ước mơ, tiếp nối tương lai của cánh diều Á Châu sẽ còn được nối tiếp, tình yêu thương của chúng ta sẽ còn được lan tỏa mãi sau này.